Đi cướp điện thoại, nam thanh niên bị dân rượt đánh tới tấp. Khi đang lên xe chuẩn bị nổ máy tẩu thoát, tên cướp điện thoại bất ngờ bị một người dân lao ra rượt đuổi rồi khống chế. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đi cướp điện thoại bị dân vây đánh tại trận, đang nhận được nhiều sự quan tâm chú ý. Cụ thể, một nam thanh niên đi xe máy đang dừng trong một con ngõ. Sau một hồi quan sát, hắn đã quyết định đi tới chỗ hai đứa trẻ đang chơi gần đó rồi giật đi chiếc điện thoại. Bị cướp bất ngờ, bé gái lập tức hô hoán để người lớn chạy ra hỗ trợ. Khi hắn đang chuẩn bị lên xe tẩu thoát thì một người đàn ông đã xông đến đạp vào người rồi xô ngã tên cướp xuống đất. Cùng lúc này, một số người khác cũng chạy đến để hỗ trợ người đàn ông khống chế tên cướp. Hiện chưa rõ địa điểm xảy ra vụ việc, nhưng ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã nhận về nhiều sự quan tâm chú ý. Đa số người xem đều tỏ ra bức xúc trước hành động táo tợn của tên cướp.